Thay đổi màu tóc trong 10 phút, không hề hại tóc mà không tốn kém. Nghe cũng ham đúng không? Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Ngân Bông Vlog. Hôm nay Ngân và cả team được trải nghiệm dầu gội phủ bạc Everlip. Dầu này được chiết xuất từ thiên nhiên mọi người ạ. Lại có gắn đầu lực chảy thông minh nên vô cùng tiện lợi. À mọi người nhớ đeo đồ bảo hộ đi kèm để tránh bị lem nhé. Mùi thơm vô cùng dễ chịu lại không hề sót ra đầu. Trải xong rồi, thôi thì chạy ù ra làm cái bát bún bò Huế đã. Chén cái bát này hết 10 phút xong về xả là vừa. Quán này nằm ở ngay chân tòa nhà 5 Star số 2 Kim Giang. Team mình có 6 người, gọi 6 bát full topping luôn. Một bát đầy ủ ộ, nào móng, tiết, bò, giò, mọc. Với giá 60k thì thấy hoàn toàn hợp lý. Chén xong cái bát này mà no bụng muốn đi ngủ luôn. Ấy chết, nhớ ra còn phải đi xả tóc nữa. Thôi thì về xả rồi sấy ù cái. Cái này đúng là chân ái cho ai hay thay đổi mộc tóc như mình vì nó không hại tóc. Chứa rất nhiều thành phần thiên nhiên như rễ hà thủ ô, cây gừng, nhân sâm, lá thu gia. Chỉ sau vài thao tác đơn giản thì Ngân cũng đã có một mái tóc suôn mượt và đều màu như ý muốn. Mọi người hãy cùng thử trải nghiệm đi ạ. Nếu ai mà bỏ qua sản phẩm dầu gội phủ bạc Everlip này thì đúng là tiếc cho cả một bầu trái thanh xuân đấy.